Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony sáng chủ nhật ngày 2 tây tháng 4 năm 2023. Chúc quý vị một ngày cuối tuần an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, cập nhật tình hình vụ án của Tổng thống Trump, những cái thông tin mới nhất và những cái diễn biến mới nhất. Nội dung thứ hai, rầm rộ các đảng viên của Đảng Cộng hòa đã và đang nỗ lực để bảo vệ Tổng thống Trump quý vị ơi. Nội dung kế tiếp, tin buồn cho đất nước Mỹ, rầm rộ 8 tiểu bang đã bị những cơn lốc xoáy can quét và ồ ạt người dân Mỹ chết. Nội dung này nè, nó mới quan trọng nè quý vị. Mừng quá, công tố viên ở New York đã xác nhận, thừa nhận là Tổng thống Trump sẽ thắng trong cái vụ án này. Và một cái nội dung cuối cùng nó liên quan tới hàng triệu người dân Mỹ, đó là luật sư của Tổng thống Trump cảnh báo không chỉ có Tổng thống Trump đâu, mà coi chừng tới phiên chúng ta luôn. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ. Nếu thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, một cái thông tin buồn cho đất nước Mỹ, đặc biệt là 8 tiểu bang quý vị nha. Thì trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, hàng loạt những cái trận bão và lốc xoáy nó đã càn quét khắp miền Nam và miền Trung Tây của đất nước Mỹ. Nó đã làm cho ít nhất 21 người dân Mỹ chết. Đó là những gì mà đài ABC News chia sẻ vào ngày hôm qua. Thì khoảng 60 khu vực ở 8 tiểu bang đã có những cái báo cáo thiệt hại nặng nề. Bên cạnh đó, những cái cơn lốc xoáy này nó coi như là nó có một cái vận tốc là ghê gớm lắm quý vị, 165 miles an hour, tức là nó nhanh kinh khủng luôn, và nó đã thổi qua một cái đoạn đường dài khoảng 20 tới 25 dặm, và có ít nhất 21 người ở trong 8 tiểu bang này đã bị chết. Tiểu bang thứ nhất đó là Tennessee, Arkansas, Illinois, Indiana, Alabama và ở Mississippi. Thì đây là một cái trận lốc xoáy mà có thể nói là lớn mà chưa bao giờ có trong cái lịch sử của đất nước Mỹ. Nó thổi một cái qua 8 tiểu bang, nhà tan cửa nát, rầm rộ người chết. Đây là một cái thông tin buồn cho bà con, cô, chú, bác của chúng ta ở trên cái đất nước Mỹ này. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, là cập nhật tình hình về cái vụ án của Tổng thống Trump mà hiện tại bây giờ hàng triệu người dân Mỹ đang mong đợi những cái thông tin tốt cho Tổng thống Trump. Ok, thứ nhất là Tổng thống Trump mới vừa tuyên bố là ngày mai là ngày thứ hai khoảng buổi trưa, Tổng thống Trump sẽ rời khỏi Florida để bay đến New York, và sau đó Tổng thống Trump sẽ ngủ qua đêm ngày thứ ba ở New York, và sáng ngày thứ tư Tổng thống Trump sẽ trình diện ở tòa án ở New York. Rồi đó là cái cập nhật mới nhất từ Tổng thống Trump. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung kế tiếp, nó liên quan tới cái chuyện rầm rộ các đảng viên của Đảng Cộng hòa sau khi mà công tố viên ông Aaron Brett ông đưa ra một cái tuyên bố là sẽ truy tố Tổng thống Trump. Thì rầm rộ các đảng viên, các dân biểu, các thượng nghị sĩ tại Quốc hội Mỹ của Đảng Cộng hòa đã lên tiếng chỉ trích rầm rộ cái bộ máy tư pháp của đất nước Mỹ và đặc biệt là chính quyền của chú Bảy. Đây, mời quý vị nghe kỹ nha. Trong suốt thời gian vừa qua 6 năm, đảng DC đã cố gắng để săn lùng phù thủy, nhưng cuối cùng thì họ chưa có làm gì được Tổng thống Trump. Bây giờ, cái vụ án này nó đã được tòa án liên bang, người ta đã tuyên bố là Tổng thống Trump vô tội hồi năm 2018. Mà bây giờ, công tố viên tại cái quận Manhattan, thành phố New York, là một cái tòa án địa phương, vậy mà lại moi móc ra đúng nhằm lúc Tổng thống Trump đang có những cái vận động tranh cử để ra tái tranh cử. Cho nên vào ngày hôm qua, rầm rộ các thượng nghị sĩ, các
Các dân biểu của đảng Cộng Hòa nói đây là một cái đòn chính trị, và đảng DC đã dùng bộ tư pháp để vũ khí hóa cái cơ quan này để tấn công vào cái đối thủ, tức là đối thủ của đảng DC là đảng Cộng Hòa, là Tổng thống Trump, là ứng cử viên mà đang được sự ủng hộ rầm rộ nhất hiện tại bây giờ. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào nội dung kế tiếp. Nó liên quan tới cái chuyện luật sư của Tổng thống Trump mới vừa ra một cái cảnh báo cho hàng triệu triệu người dân Mỹ. Bây giờ không phải là cái chuyện giữa đảng DC và Tổng thống Trump nữa, mà nếu mà đảng DC mà nó làm được cái điều này với Tổng thống Trump thì dĩ nhiên chúng ta không có là cái vé gì hết. Chúng ta nó sẽ làm bất cứ lúc nào. Đó là những gì mà luật sư của Tổng thống Trump đã cảnh báo tất cả mọi người vào ngày hôm qua như thế này. Cái bản cáo trạng hiện tại bây giờ cho Tổng thống Trump nó gây nguy hiểm cho tất cả người dân Mỹ trên cái đất nước Mỹ này luôn. Thì theo như ông luật sư Joseph Tacopina, ông ta chia sẻ như thế này, là hiện tại bây giờ tôi không hiểu làm thế nào mà đảng DC lại làm như thế này với Tổng thống Trump. Và nếu cái điều này mà nó đã xảy ra với Tổng thống Trump thì dĩ nhiên là nó sẽ xảy ra với chúng ta, con cháu của chúng ta, gia đình của chúng ta và tất cả những ai đang sống trên cái đất nước Mỹ này. Thì đây cũng là một cái cảnh báo mà chúng ta cần phải chú ý quý vị nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung kế tiếp. Nó liên quan tới cái chuyện một cái thông tin mừng cho Tổng thống Trump. Đó là vào ngày hôm qua, một cựu công tố viên liên bang, cái công tố viên này là liên bang này quý vị nha, của tiểu bang New York, đã xác nhận là có nhiều lý do, nhiều cơ hội là Tổng thống Trump sẽ thắng trong cái vụ án này. Và bên phía đảng DC, đặc biệt là cái ông công tố viên trưởng, ông Alvin Bragg, sẽ là người thua cuộc. Và nếu ông ta thua cuộc thì ông ta sẽ như thế nào đây mời quý vị nghe nha. Theo như cựu công tố viên liên bang ở phía nam của tiểu bang New York, ông này tên là Andy McCarthy, ông ta đưa ra nhiều lý do như thế này, là hiện tại bây giờ cái ông luật sư của Tổng thống Trump, cái ông mà Michael Cohen á, ông ta đã bị ở tù 3 năm trời. Và ông ta ở tù vì lý do là ông ta đã thừa nhận với FBI là ông ta bỏ tiền túi 130.000 đô la ra. Và ông ta đã có những cái gian lận thế má này nọ kia. Và sau khi ông ta vào tù thì ông ta được đảng DC thổi vào cái lỗ tai là ok, bây giờ tụi tôi sẽ giảm nhẹ án cho ông nếu ông quay lưng lại, ông đổ thừa hết tất cả là cho Tổng thống Trump đi. Thì sau khi lúc đó ông này ông không chịu, cho nên ông đã ở tù 3 năm trời. Và bây giờ ông ta ra và không biết ông ta bị thổi vào cái lỗ tai như thế nào nữa đó, cho nên bây giờ ông ta lại bắt đầu chơi chiêu là quay lưng lại cắn Tổng thống Trump. Và ông ta đổ thừa là do Tổng thống Trump chứ không phải do ông ta. Nhưng mà thật sự thì theo như cái bản án của ông ta là ông ta ở tù vì đã bỏ tiền túi 130.000 ra đưa cho cái nữ khiêu dâm đó, cộng với những cái chuyện trốn thuế của ông ta. Thế chưa? Thành ra bây giờ cho dù ông ta quay lưng lại là đứng về phía bên đảng DC tố ngược lại Tổng thống Trump, nhưng ông ta đã ở tù vì những cái bản cáo trạng đó rồi, cho nên bây giờ đổ thừa những cái đó cho Tổng thống Trump thì nó không có cơ sở. Đó là lý do mà tại sao ông công tố viên Andy này, ông nói là ông Alvin Bragg khó có cơ hội mà thắng trong cái vụ án này lắm. Cái cơ hội thắng nó nghiêng về Tổng thống Trump rất là nhiều, tại vì những cái tội lỗi mà họ đang đổ thừa cho Tổng thống Trump hoàn toàn là ông Michael Cohen đã nhận tội hồi năm 2018 rồi đó. Quý vị theo kịp Tony Lê chưa? Tức là những cái tội trạng mà họ đang đổ thừa cho Tổng thống Trump là hoàn toàn ông Michael Cohen, cựu luật sư của Tổng thống Trump, đã ở tù 3 năm trời vì những cái tội trạng này rồi. Bây giờ đụng cái đổ thừa ngược lại Tổng thống Trump, ai mà chịu? Chứng minh bằng chứng đâu mà chịu? Ví dụ đó. Cho nên đây cũng là một cái thông tin mừng cho Tổng thống Trump quý vị nha. Rồi sau vài phút nhanh gọi lại buổi sáng ngày Chủ nhật, Tony cập nhật những cái thông tin mới nhất về tình hình vụ án của Tổng thống Trump. Tony cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu trong cuộc sống để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay, hữu ích, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau xem. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Quý vị suy nghĩ là nếu ông Alvin Bragg mà ổng
bị phát giác ra là tố Tổng thống Trump không có cơ sở, không có bằng chứng, thì ông này sẽ bị cái gì? Bình luận bên dưới quý vị nha. Have a good day. Thank you.